Một lần chân, hai lần chân, tay. Chân. Chân. Tay. Chân. Chân. Tay. Chân. Chân. Tay. Chân. Chân. Tay. Đó. Còn được á. Uống nước. Rồi. Đây nè, em đạp mình xem rồi em cảm nhận cái độ lướt một xíu nữa nha. Đừng có vội. Đạp cho cảm nhận độ lướt. Bắt đầu, chuẩn bị. Gần biết bơi á, buổi thứ tư. Chân. Chân. Tay. Chân. Chân liền. Chân. Tay. Vô nước, vô nước. Phì phì con bóng này là biết vô nước. Đầu nó không lên được thầy. À, là kéo cái tay mạnh xíu nữa. Kéo cái tay mạnh một xíu nữa nha. Tách cái tay lại ngóc cái đầu lên liền nha. Tách cái tay ngóc cái đầu lên liền. Đây nó sẽ ngóc cái đầu lên cao một xíu. Thở nhanh hơn chứ. Ngóc cái đầu lên nhanh. Xuống đều chậm. Bắt đầu. Chân. Chân. Tay. Tách tay ngóc đầu liền. Chân. Chân. Tách tay ngóc đầu. Đó. Chân. Chân. Tách tay ngóc đầu. Chân. Chân. Tách tay ngóc đầu. Cố lên. Chân. Chân. Tách tay ngóc đầu. Về đích. Rồi ok. 25m nữa. Rồi thở nước 10 lần sau đó là gì. Ờ rất là giỏi. Ok. Học viên 4 buổi cơ bản, biết bao siêu cơ bản.